vendevo un mix di design, cioè Enzionia. Đây là chiếc máy Thermomix của em. Mình nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức đấy. Em nhìn nhé. Đây là số series của máy. Trên mỗi chiếc máy chỉ có một số series duy nhất thôi. Đây là dòng máy T15. Là thế hệ thứ 5 của dòng máy Thermomix. Nó cách với thế hệ đầu tiên đã gần 50 năm rồi đấy. Thế à chị? Hồi hộp thế. Bây giờ em mở máy nhé. Mời em khai chưa? Và bây giờ chị em mình cùng mở máy và xem các phụ kiện đi kèm nhé. Đây là hộp phụ kiện của máy. Sách hướng dẫn nấu ăn. Đây là một chiếc công thức này. Còn đây là chiếc máy. Và đây là bộ hấp Varoma. Đây là cái phơi đánh bông. Đây là cái cốc đông và đồng thời cũng là nắp của nồi. Còn cái này là thìa đa năng. Em xem cái thìa này rất là hay nhé. Cho dù mình để như thế nào thì cái lưỡi của nó không bao giờ chạm xuống mặt bàn. Và cần phát chán thì nhắn luôn. Còn đây là bộ hấp Varoma. Đây là đĩa hấp. Đây là khay hấp. Và đây là cái nắp của bộ hấp Varoma. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng xem chiếc máy em nhé. Và chúng mình sẽ cùng sử dụng máy. Chiếc máy này dùng điện 220 em ạ. Để khởi động máy thì em nhấn vào nút này và giữ vào trong đó một vài giây. Và để tắt máy thì cũng làm động tác tương tự. Em thử đi. Đó, khi máy đã được khởi động thì van an toàn sẽ mở ra và lúc này thì em có thể nhấc được cái chậu ra. Cái gì này, đây là nắp của cái chậu. Đây là một cái giỏ hấp. Và đây là cái bình chậu, ở trong có một lưỡi dao. Có thể nói rằng lưỡi dao này là niềm độc đáo và thú vị nhất của cái máy này. Nó được, em nhìn đây, nó được chế tạo bởi công nghệ vũ trụ, gồm có hai cánh trên và hai cánh dưới. Cũng như một con dao thông thường thì nó có phần lưỡi và phần sống. Lưỡi của nó có thể làm được điều kỳ diệu, tức là biến đường thành bột và xay đá thành tuyết. Tức là nó rất là mạnh, nó rất là sắc. Nhưng trên thực tế thì nó lại không hề sắc, em có thể chạm vào mà xem. Hoàn toàn không sao, rất an toàn, không hề bị đứt tay. Và phần sống của nó thì khi mà ở chế độ đảo chiều lại có thể biến thành một đôi đũa, dùng để xào, dùng để xên, nhân, mứt các kiểu. Thế cái này em làm bánh trung thu làm nhân có được không? Ôi, các bạn làm bánh thích nhất cái chế độ này của cái máy này đấy. Bình thường mà làm nhân á, các bạn ấy sẽ phải đứng 1-2 tiếng đồng hồ để xem nhân. Nhưng với máy này á, em hoàn toàn có thể thả ở đấy, đi chơi, một lát sau quay lại, tất cả đã xong. Em có biết không, công nghệ đảo chiều của lưỡi dao này hiện giờ trên thế giới duy nhất thiết bị nấu ăn thông minh Thermomix là sở hữu được đấy. Bây giờ em đặt nồi vào trong máy đi, để chúng ta có sử dụng. Nắp lên này. Cốc đan này. Đây là bộ phận được sử dụng nhiều nhất ở thiết bị nấu ăn Thermomix này đấy. Khi mà chúng ta cần dùng để nấu này, nhào bột này, làm kem hay là làm đồ uống thì chúng ta chỉ sử dụng bình chậu này thôi.
cùng với nó đây là thìa trộn đa năng. Cái thìa này hay các em nhé, nó vừa là rau cắt, nó vừa là phới. Và đồng thời em nhìn này, cái thiết kế của nó ấy, thì dù em có đặt bằng cách nào đi chăng nữa thì cái lưỡi dao cũng được chạm xuống mặt bàn, rất là vệ sinh. Thiết kế thông minh. Thiết kế của nó rất là thông minh. Còn đây là xỏ hấp và bộ hấp Varoma. Em sẽ sử dụng những bộ phận này khi em muốn hấp một cái gì đó. Em nhìn này, em đặt xỏ hấp vào trong bình trộn, sau đó đặt nắp lên, đặt khay Varoma, đĩa và đậy nắp lên. Em nhìn xem này, cùng một lúc em có thể làm được 4 món ăn cùng lúc, nấu được 4 tầng. Nhanh chóng thì đúng rồi, rất nhanh chóng và rất tiện lợi. Với em hấp này cũng hấp thịt. À, còn nữa, đây là cái phới đánh bông của cái thiết bị này. Em nhìn này, mình có thể sử dụng cái này cho những lúc mà em có kem này, hay là nó có thể sử dụng như một cái máy đánh trứng. Khi em cắm vào như này, em thấy cũng rất nhẹ nhàng. Và khi em dùng như thế này thì em có thể kho thịt, kho cá mà miếng thịt, miếng cá không bao giờ bị vỡ vụn ra. Chị ơi, thì cái máy em có làm được sốt các loại không hả chị? Ôi, sốt là một trong những cái mà máy này làm rất là ngon. Với cái máy này xong em khỏi mua sốt ở bên ngoài này nhá. Đây này em nhìn này, với cái phở đánh bông này cộng với lại cái cốc đông này. Cốc đông này vừa làm nắp và vừa đồng thời là một cái phụ kiện để hỗ trợ trong cái việc làm sốt. Chính nhờ cái thiết kế đặc biệt của cái cốc đông này mà khi em làm những cái món sốt khó như là sốt mayonnaise, em không bao giờ thất bại cả. Tức là bây giờ tự làm được, không phải mua đúng không ạ? Đúng rồi. Mà sốt homemade còn ngon hơn sốt ở ngoài siêu thị rất là nhiều đấy. Ông nào làm thử nhá. Em nhìn này, trên màn hình thì nó có 3 núm. Đây là một màn hình cảm ứng giống như cái smartphone ấy, vô cùng là dễ sử dụng. Đấy, mình chạm vào nghe thấy cái hình tròn nó lớn hơn đúng không? Đúng rồi, mỗi lần em chạm vào cái hình tròn lớn lên là em bắt đầu có thể điều khiển nó bằng cách là vặn các cái núm này. Ví dụ như ở đây chị sẽ chọn 10 giây này. Nhiệt độ thì em có thể chọn nhiệt độ như ý của em. Có những món ăn người ta đòi hỏi những cái nhiệt độ hết sức là chính xác. Và ở đây thì là tốc độ. Ví dụ như ở đây chị sẽ để ở tốc độ nào. Em nhìn này, khi mà em máy bắt đầu vận hành thì cái khóa an toàn nó sẽ đóng lại. Và vì như thế nó rất là an toàn. Như vậy là người già và trẻ con đều có thể dùng được. Đó, tiếng nhạc như vậy có nghĩa là cái món ăn ở trong này nó đã thực hiện xong. Để tắt tiếng nhạc, em chạm vào màn hình. Ok, và lúc này thì em có thể nhấc nắp ra được. Trong lúc máy vận hành, khóa an toàn còn đang đóng thì em không thể nào mở nắp được. Và vì thế cho nên em thấy không, nó sẽ không bao giờ có cái chuyện bị bỏng hoặc là đổ nồi ra ngoài được. Rất chắc chắn. Đúng rồi. Chị biết cho em nhé. Ở dưới này, em nhìn này. Đồng thời, cái này nó làm cái cân luôn. À. Khỏi phải đi mua cân nữa. Em có thể vừa nấu và đồng thời là đong luôn các nguyên liệu ở đây. Em nhìn nhá, ví dụ này. Đặt cốc đong vào, em sẽ nhìn thấy không? Nó sẽ nhảy. Ở đây là cân được từ 5g cho đến 6 cân. Ví dụ đặt thêm một món nữa vào này. Em nhìn này, đặt trở về trường bì. Trở về cân số 0. Đó. Cho em cân thử đi. Em cân đi. Tức là mình đặt lên. Đúng rồi. Và mình cân tiếp thì mình ấn trường bì. Mình cân tiếp và nó sẽ tự nhảy. Đúng rồi. Như vậy là rất tiết kiệm thời gian và tiết kiệm cả thiết bị nữa. Tức là lúc nấu mình vẫn cân được đúng không ạ? Đúng rồi, chính xác là như thế. Ở đây có một nút nữa là nút nấu mì. Ở đây nó có chế độ nhào bột dành cho những người mà thích làm bánh. Em thích làm bánh không? Em có. Và đây là chế độ ăn thịt. Đó. Khi em muốn trở về màn hình chính, em hãy ấn vào nút home nhà. Thế là nó lại trở về chế độ nấu của em. Nhưng còn cái nút gì đây đó chị nhỉ? À, đây là nút đảo chiều. Tức là bình thường thì em đang ở chế độ nấu, nhưng mà khi mà em muốn đảo chiều lưỡi dao thì em nhấn vào nút này và lúc ấy thì lưỡi dao sắc bén ở bên trong nó sẽ trở thành một cái lưỡi rất là mềm mại. Tức là mình chỉ cần ấn nút là sẽ lập tức đảo chiều luôn. Đây là biểu tượng của sự đảo chiều. Nghe cũng dễ hiểu và dễ dùng chứ. Ồ, rất là dễ dùng. Em cứ loay hoay với nó vào một buổi đi thì chắc chắn là em sẽ trở nên thành thạo hơn cả chị nữa. Máy này có làm được sự chua không? Ôi, làm sự chua với máy này thì quá nhanh quá nguy hiểm luôn em ạ. Em có biết vì sao không? Bởi vì đây này, cái chế độ kiểm soát nhiệt của máy này là một trong những điểm rất mạnh. Nó có thể kiểm soát nhiệt bắt đầu từ 37 độ cho đến 120 độ. Và nó có ở nhiệt độ Varoma, tức là nhiệt độ dành cho bộ hấp.
aroma. Thế thì chính vì có cái chế độ kiểm soát nhiệt tốt như vậy, cho nên là các món ăn vừa nấu được ngon mà lại vừa giữ được cái giá trị dinh dưỡng của nó. Có những cái món ăn mà nhất định phải có nhiệt độ chính xác, ví dụ như làm sữa chua thì em biết đấy là không bao giờ có thể đun sữa quá nhiệt độ 50-55 độ, hay là đun chảy sô cô la, hay là kích hoạt ngay bánh mì, thì với cái máy này có thể thực hiện được điều rất là tốt. Còn sau đây thì chị sẽ giới thiệu cho em một cái hệ sinh thái công thức của chiếc máy này. Đi kèm với cái máy thì em nhìn này, em sẽ có một quyển sách dạy nấu ăn cơ bản. Chị bắt ra nhá. Em tò mò. À, thế à. Trong quyển sách này em sẽ có gần 200 công thức. Từ để em xem đi. Từ việc làm đồ uống này cho đến đồ tráng miệng, đồ Âu, đồ Á. Rất là dễ hiểu, rất là dễ làm, có cả hình minh họa nữa. Và những công thức này cũng được tích hợp ở trong con chip này. Nồi nấu ăn thông minh mà, con chip này sẽ gắn liền cùng với cái máy. Và sau đó em hoàn toàn có thể tra cứu công thức này ngay trên màn hình. Rất là tiện đúng không? Không cần sách này. Đúng rồi. Khi nào mà em không có được sẵn quyển sách ở đấy, em hoàn toàn có thể tra trên con chip này. Ngoài ra thì cộng đồng Thermomix cũng tập trung với những khách hàng đã mua chiếc máy này và công bố trên đấy gần 1.000 công thức đã được phát triển và miễn phí dành cho khách hàng đã mua và sử dụng cái Thermomix này. Ở trên cộng đồng đấy rất là thú vị, hàng ngày mọi người vẫn nấu các món ăn và khoe với nhau ở trên đó. Vì thế cho nên là ngoài những công thức đã được phát triển bởi cộng đồng Thermomix thì các bạn hàng ngày cũng tự phát triển những công thức riêng của mình và chia sẻ với nhau ở trên đấy. Ngoài ra thì em còn có thể lên trên Google và em search, bởi vì là ở trên cộng đồng Thermomix trên thế giới thì các bạn cũng nấu ăn, cũng chia sẻ và sáng tạo rất là nhiều món hay. Và biết đâu là em cũng có thể sáng tạo một món có công thức với nhãn hiệu của riêng em. Tức là mình có rất là nhiều nguồn để tìm. Chính xác, đúng rồi. Và nếu em không biết thì em thì gọi chị. Đúng rồi, chị lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ em. Sau đây chị sẽ hướng dẫn em thử chế biến một món đồ uống nhé, món chanh tuyết. Và chúng mình sẽ tra cứu chiếc cách làm của cái đồ uống này và sử dụng ngay trên chiếc máy này. Và đây là cái con chip để sử dụng được. Thì bây giờ chị sẽ lắp cái con chip vào trong máy. Ta ấn vào menu. Sau đó ta nhấn vào các công thức theo mục đồ uống chanh tuyết. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm chanh tuyết với nhau. Bắt đầu. Tiếp theo nhé. Như vậy là cộng đồng gia đình Thermomix xin chào đón thành viên mới. Chị hy vọng là chỉ trong một thời gian ngắn chắc chắn là em sẽ thích chiếc máy này, sẽ sử dụng thành thạo và cũng sẽ yêu thích nó, đam mê nó giống như chị và tất cả các thành viên khác ở trong cộng đồng. Nếu có gì khó khăn trong sử dụng thì nhớ đừng ngại hỏi chị nhé. Và nếu mà làm được cái món gì ngon thì nhớ post lên trên cộng đồng em nhé. Nhất định chị ạ.